chị nha. Rồi em không chơi được chưa? Vẫn vọng vô lại được chưa? Quên, chiều giờ cái quên luôn anh luôn à. Biết thế nào cũng thì dính chưởng rồi. Chơi thử. Lò hố không à. Vậy là hên đấy. Chứ anh là bị vĩnh viễn là cay nhá. Không, anh Phong cái của anh Phong nghe đỡ trời. Không không bị trễ đâu trễ. Thì bữa nay làm nguyên ngày tối tập người mệt nên nằm nghỉ xíu giờ thấy khỏe mới vô chơi chứ. Ê, xin khai đi. Thế cũng bắt tôi lái xe vòng vòng cũng được. Run cross này. Lo nghe. Here we go. Em sửa cái lá của em nè. Bị sao vậy? Lá bị sao? Ồ hay ta sửa lá luôn hả? Trời múc nhờ em được. Did I catch the right address? Tôi nhờ em nói được á mọi người. Rồi. Quay bên này hả? Nay chơi game nào nữa không? Ẩn siêu đao nha. Ẩn siêu đao. Chút nữa chơi. Bữa nay chơi thử mấy game này cái chưa đau anh chơi không dài mà đang tính đang tính hôm nào mà cài việc khóa chơi lại. Hello Phong nhé, Phong Lê nhé. Rồi sao? Làm gì? Phải deep fry. Một giờ BM mà. Này làm gì nhỉ? Chắc bấm cái nút gì trên đây chứ. À. Welcome to Fazbear Entertainment's newest horror attraction. We know that there's a lot of excitement, but before we can let you in, you need to watch this security protocol. This is just going to take 2 minutes of your precious time, so please settle in. Due to our security protocols, there are some rules that need to be followed. Otherwise, you might get banned from this amazing attraction, and we don't want that, so be sure to follow the rules. Rule number one.
follow the arrows in the attraction and do not take any shortcuts as this could disturb the customer's experience. Rule number two, do not touch any of the old Fazbear relics, they might be a little fragile. Rule number three, do not run around in the attraction, this will disturb the other customer's experience. Rule number four, leave the night guard's office below, this is for staff only. Rule number five, if you're a kid, stay close to your parents, as we cannot help. Finally. Đấy. Xong dài. Mà khoan của nó không có sub được hả? No sub mà các bạn ạ. No sub rồi. No sub, no sub. Không có sub đâu. What the hell? Ấy, ấy, someone there? Ngoài đó không? Ngoài đó. Hello. Ok, ai đó? Who the fuck are you? À, Spring Chap. Spring Chap ấy. Ôi giời. What the? That hurt. Hurt cả hồn. Đang chờ anh nè. Từ từ. Này trước mắt thì xong cái siêu đau, anh siêu đau còn một tiếng nữa đây. Bữa nay tôi mệt chứ không. Nãy phải chợp mắt một lúc ấy, giờ mới dậy với mọi người. Nhưng mà như vậy livestream mới hiệu quả chứ. Chứ mất công trang livestream mà tôi ngủ quên chết luôn. Đường nào vậy? Đường nào vậy mọi người? Ở đây. Mấy giờ rồi? 11 giờ PM mà. Rồi. Nó lại hợp lý phết nhỉ. It's so dark in this place. I need to find some kind of power switch. Đây bao switch đây. Let there be light. Hey. I can't decide. Do I want to sit in this chair and watch the security cameras, or do I want to explore? Office mode hay là free RAM mode? Mọi người muốn tôi chơi cái nào đây? Free RAM. Office mode chắc là mình ngồi tại văn phòng đấy. Free RAM là chạy lung tung. Free RAM là chạy lung tung hết. Thôi mình cứ thử từng cái trước đi ha. Mình chọn Office Mode đi. Cứ chơi thử một cái trước rồi. Không được thì mình sẽ chơi qua Free RAM Mode. Mắc công chạy điên khùng. Rồi. Rồi. À là cái này chơi dạng classic. Cái này là phong cách mới nè. À. Tôi không quên mãi nha. Classic hay là cái này nha. Thử đi. Hay cái này đi mọi người. Classic tôi chơi rồi. Classic này chơi rất là sợ nha. Rồi, free RAM đi. Cho nó đúng với cái hồn của cái fan mech. Yeah. Hey.
and you came back for another night. Well, I promise you it'll be a lot more interesting this time. We found some great relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So let me just update you real quick, then you can go to work. Like, the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works, catches on fire. When the place opens, people will come in at the opposite end of the building, work their way towards you, then past you, and out of the exit. You officially become part of the attraction. You'll be staring at us. The security guard. So, not only will you be monitoring the people in the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out in the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, and a foxy head, which we think could be really authentic. Then again, it might just be another creepy cosplay. And we found a disc fame. Oh my god. Very old school. Metal though, so watch out for the fingers. right now the place is basically just, you know, flashing lights, spooky props. Honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, we might have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, but you know, like I said, we are trying to track a good lead right now. The guy who helped design one of the buildings says there was an extra like room that got boarded up or something like that. So we're gonna take a peek and see what we can find. With the new setup. I always come back. Play again, but. Mad. I can't decide. Do I want to sit in this chair and watch the security cameras, or do I want to explore? Hurry. Hey, glad you came back for another night. I promise you it'll be a lot more interesting this time. We found some. Hurry. Ê, ngồi đi cha ơi. Ôi chết cha, Balloon Boy kìa. Bà nội. Cái lúc cần không lên ghế ngồi được nha. Đâu nữa? Không cho ngồi lên luôn vậy. Mày đâu? Shit. I always come back. What? Rất là đen các bạn ạ. I can't decide. Do I want to sit in this chair and watch the security cameras, or do I want to explore? Ready? Hey, glad you came back for another night. I promise you it'll be a lot more interesting this time. We found some great relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So let me just update you real quick, then you can go to work. Like, the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works, nothing catches on fire. When the place opens, people will come in at the opposite end of the building, work their way towards you, then past you, and out of the exit. You officially become part of the attraction. You'll be staring at us. The security guard. So, not only will you be monitoring the people.
phải sửa camera nữa. Thì đấy. Ôi trời ơi, khi gì vậy? Freddy. Rồi con cứ con suy chát thôi. Mẹ nữa rồi. Nó hiểu mẹ gì luôn. Từ tôi đang cố gắng sống sót. Trời ơi mẹ ơi. Hoài luôn á. Rồi nữa rồi. Xầm lông nữa rồi đó. Thêm con cáo nữa rồi. Thôi đời lại hết luôn. Bây giờ tao phải dụ mày đi đường. Đường nào đây? Hello. Chết mẹ rồi. Chết tôi rồi. Rồi. Tới công chuyện rồi. Tôi phải dụ cái đường nào đây? Mẹ luôn, thấy gì đâu. Hôm nay là ngủm rồi. Rồi. I always come back. Mẹ, đầu tiên vào cơ lờ. I can't decide. Do I want to sit in this chair and watch the security cameras, or do I want to explore? Rồi, làm cho cẩn thận vô coi, xác định vị trí của nó. Nó đâu vậy? Mà thấy nó không? Ê. Hi. Không biết nó ở đâu luôn á. Rồi nó phá camera của tôi rồi. Ai đó? Mới 1 giờ rồi. Còn đang ngưỡng gì nữa. Làm cách nào mày tới được? What the fuck? Ờ, chúng ta cũng chưa hiểu luôn á. Nhanh vậy. Rồi thôi. Cục lời cô lũ rồi. Quá cái đoạn luôn. Trời ơi, đóng cửa được không? Có đóng cửa được không vậy? Chết mẹ rồi. Đời sơ bất công thế. Ừ đứng đó. Biến mất rồi.
ví dụ nó đi không? Hello. Và click to exit. Nữa. Đừng quấy rối nhau nữa. Hi. Trời ơi, trời ơi. Không ổn rồi, Ní ơi. I always come back. I can't decide. Do I want to sit in this chair and watch the security cameras, or do I want to explore? Quanh đổi mà ổn nè. Vấn đề tôi không biết nó đi đường nào nữa chứ. Cam và 3 cam 8 luôn, hè cam na 6 rồi, mới tới nữa rồi, cam 5 cam 4 chứ. Tới công chuyện, tới công chuyện. Cái gì vậy trời? À quên, hệ thống đường ống. Ấy. Má lại nữa. Hello. Làm sao mà tôi sống sót nổi tới sáng vậy trời. Nó đâu, nó đâu. Nó đi, nó di chuyển gì vậy nha. Đây rồi. Cam 2 qua đây đúng không? Sử rồi cam 4. Nó có kìa, nó kìa, nó kìa, nó, đó, 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 đó. Giữ chân nó đi. Nó kìa, giữ chân nó đi. Đâu rồi? Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Nổi không đây. Nữa. Fuck. Làm sao tôi né con nó được. Xui vậy. Ơi lộn. Mẹ ơi lộn. Ôi lỗi video chứ.
rồi. Rồi. Thấy nhá nhá là thấy nghi rồi. Nó biết nè, nó biết nè. Ê ê, chết. Rồi, tới rồi. Nghe tiếng ha ha của nó rồi đó. Nữa, đã con gấu nữa, tụi tôi ghét quá. Sao né tụi nó được hả trời. Trời ơi, đêm chơi game bất ổn ghê á. À, mày đây rồi. Nãy giờ mày giao, mày đã làm gì? Thấy Vũ lên cam số 8 chứ. Vũ lên cam 8 chứ đúng không? Lên đây được. Vậy sẽ ra lên đây cái gì? À, ôi trời ơi, anh biết rồi. Tao biết cách để di chuyển rồi nha. Hello. Ê, chết mẹ rồi, nó che rồi, xui. Yes, 6 a.m. It feels like days has passed already. I need to get out of here now. 6 giờ ra khỏi đây rồi đúng không? Rồi đứng dậy. Exit nè, đây là đâu nữa. À, mình chui đi được. Ok. Có thể chơi theo hướng tự do mà. Chào mày nhá. Ừ. I will see you again. Mẹ hết hồn nha, hết hồn cha ơi. Có đồ. Quên. What a weird night. Maybe I'm just paranoid. Ok, đó là cái lối chơi classic. Giờ mình sẽ thử qua chế độ free ram một lần nữa nha mọi người. Rồi sau mình sẽ qua chiếc down nha. Ok. Chết. I can't decide. Do I want to sit in this chair and watch the security cameras, or do I want to explore? You can run, but you can't hide. Can I try again? Come here so I can kill you. Oh man, chết cả đám. Chết đời cô lụ rồi. Come here so I can kill you. Oh,
ở đâu mà tới? Cái gì vậy? Ơ! Đến! Rồi! No, chết mẹ rồi! No! Chơi! No! You can't fool me! Duan! Hurry up! Chạy đã! Chạy đi nhanh lên! Come here, Zuan. You can run, but you can't hide. Kinh dị hơn đấy. Rồi ok mọi người, coi như tôi gọi là demo trải nghiệm thử cái game này, nó chưa là chính thức nha. Thì chơi cách nào cũng được, miễn sao chúng ta thoát thôi. Mà tôi nghĩ là chơi classic là dễ nhất ấy. Chơi classic là dễ nhất ấy. Rồi, ok. Mới bao quanh chịu đau thôi nha. Lòng.